Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình có hỏi phỏng vấn bố mình chút về quá trình bố mình dùng cái hoạt huyết triệu hòa đây. Bố mình đang dùng đến lọ thứ tư. Đây đang lọ hai. Đây là 4 lọ rồi. Đây là 2 lọ dở đây. Ba lọ dở đây. Bố mình bị rối loạn tiền đình nhá. Hay cho chóng mặt nhờ buổi sáng. Chóng mặt với sáng dậy chóng mặt với lại đi quay cuồng chịu được. Đấy. Mà uống rất nhiều thuốc hoạt huyết rồi mà không đỡ. Đấy. Mà khi là thấy chưa chuẩn là rất ngày chuẩn. Ngày trước là mình chưa bán thuốc ấy thì bố mình có dùng các cái loại hoạt huyết của quầy thuốc Tây ấy. Hết rồi là dưỡng não rồi. Bố mình uống rất là nhiều hoạt huyết của quầy thuốc Tây. Ngày trước mình chưa bán cái sản phẩm thuốc nam triệu hòa này thì bố mình bị hay đau đầu, hay chóng mặt buổi sáng dậy, nhất là buổi sáng dậy hay chóng mặt và thi thoảng là đau đầu với lại mất ngủ. Và khi bố mình dùng đến cái lọ thứ tư, bố thấy thế nào nhỉ? Lọ thứ tư, lọ thứ ba là thấy là chuẩn lắm, mà làm những suốt ngày là cũng thấy đau đầu chóng mặt đỡ hẳn luôn. Đúng không? Tức là nó giảm tới 9% nữa. Vâng. Đấy, bố uống đi cho mọi người xem, đây là lọ gió thôi. Đây là lọ đang gió, là lọ thứ tư đây. Bố mở ra đi, đây là dạng viên nhá. Đây. Dạ, viên. Rồi, mỗi lần uống này uống vậy là sau bữa ăn 3 phút. Vâng. Còn uống sau ăn 3 phút là mỗi bữa là 3 lần. Ngày bố uống 3 lần đúng không? Uống 3 lần, xong là chỉ có lọ thứ đầu là thứ 2 là thứ chuẩn này. Thấy cái đầu óc của mình nó cũng minh mẫn hơn đúng không? Đầu óc minh mẫn, đi lại cũng rất là nhẹ nhàng. Không... Nó giúp cho lưu thông mạch máu khí huyết nhá. Nó giúp lưu thông mạch máu khí huyết và giúp cho đầu óc minh mẫn, sảng khoái hơn, làm việc tập trung hơn. Đấy, tôi là vừa sửa xe vừa bán hàng suốt ngày là cứ lên quay trong chóng rồi nên là uống này là bố uống đi. Đây bà con thì thấy tôi uống này, đây ạ. Cảm ơn mọi người nhá. Bố mình uống cái này, bố mình thực chất là uống cái này là phản hồi thực tế tới mọi người đấy. Thì mọi người có cần tư vấn cái sản phẩm hoạt huyết này thì inbox nhá. Thì cái sản phẩm này nó điều trị rối loạn tiền đình này, giúp tăng cường lưu thông mạch máu khí huyết. Nó hỗ trợ điều trị ổn định huyết áp và nó giúp an thần, giúp tạo giấc ngủ ngon sâu giấc, điều trị mất ngủ. Cảm ơn mọi người nhá. Xin chào.